Xin chào các bác và tất cả anh em đã quay trở lại với tiếp theo của Làm Hiệu Audio. Và trong ngày hôm nay thì bên em sẽ giới thiệu cho các bác một bộ dàn combo đồng bộ của EBL luôn. Chất lượng uy lực nha các bác nhé. Và bộ dàn combo này thì dành cho những bác là yêu âm nhạc nha các bác nhé. Đấy, những bác nào yêu âm nhạc mà muốn chơi những cái bộ combo chất lượng thì về với đội của em nhé. Đấy, và ngay bây giờ thì bên em sẽ đi qua một chút về hình thức của bộ dàn combo này cho các bác cùng nghe nhé. Đấy, tổng cộng là 5 loa nha các bác nhé. Một loa súp là 5, đúng không ạ? Kết hợp thêm một con đẩy liền vang D68S này. Đấy, và ngay bây giờ thì em sẽ đi qua một đôi loa full trước này, đúng không ạ? Đôi loa full này thì là đôi EB12 nha các bác nhé. Con này thì chạy bằng 2 đường tiếng cơ bản rồi các bác nhé. Góc trên này sẽ là một cái tem chống hàng giả nhái công ty, đúng không ạ? Đấy, model là EB12 này. Đấy, và mã QR đầy đủ với website nhé các bác nhé. Đấy, các bác có thể vào trực tiếp website luôn này, đúng không ạ? Bên dưới của nó sẽ là một cái logo của EB Pro đây, đúng không ạ? Đấy, đây là một cái logo của EB Pro này, rất là đẹp, đúng không ạ? Đấy, và cái tấm EK này thì các bác nhìn cái mặt lưới thôi thì các bác sẽ liên tưởng đến một cái loại xe, đúng không ạ? Mercedes nha các bác nhé. Đấy, và màu gỗ của này thì khá là đẹp rồi. Bên trên là một cái tem chống hàng giả nhái công ty rồi, đúng không ạ? Mã QR đầy đủ với website này. Và phía bên trên lóc này thì sẽ là hai con ốc chìm, đúng không ạ? Đấy, hỗ trợ các bác treo tường nha các bác nhé, đúng không ạ? Đấy, một cái thiết kế khá là hiện đại và dễ dàng sử dụng rồi. Nhìn cái mẫu là full này khá là bắt mắt, đúng không ạ? Quan trọng là cứ phải trưng bày đẹp đã, đúng không ạ? Còn về chất lượng âm thanh thì tí nữa em sẽ test qua cho các bác cùng nghe sau. Và tiếp theo, đúng không ạ, thì em sẽ đi qua một chút về hình thức của đôi loa C4500 Pro, một mẫu loa cao cấp được nâng cấp hơn so với phiên bản C4500 thường, đúng không ạ? Đấy, về hình thức của đôi này thì con này chạy bằng 9 đường tiếng các bạn rồi, đúng không ạ? Được bao phủ bên ngoài sẽ là một lớp bê căng bằng vải lụa, đúng không ạ? Bên dưới của nó sẽ là một cái logo của EB Pro này. Đấy, một thiết kế khá là hiện đại rồi. Đấy, và về hình thức thiết kế bên trong của con này, đúng không ạ, thì con này chạy bằng một cái bát 30 ở cái giải tần thấp nhất, đúng không ạ? Gần bát gần vải rồi. Đây là những tần suất âm thanh của nó đưa ra rất là uy lực nha các bác nhé. Đấy, một trung to và hai trung nhỏ, đúng không ạ? Và bên này sẽ là bốn cái vệ tinh nhỏ này, hỗ trợ những giải tần trung chép, đúng không ạ? Và một chiếc kèn. Đấy, bên dưới của nó sẽ được thiết kế nhô ra ngoài, đúng không ạ? Để tạo cái độ cứng cáp cho con loa này, đúng không ạ? Và có một đường kẻ chỉ màu vàng ở bên dưới này, đúng không ạ? Đấy, để tạo cái độ sang trọng hơn cho con loa này. Đấy, về hình thức màu sơn con này khá là đẹp rồi. Đối phiên bản loa cao cấp này thì không thể thiếu được, đúng không ạ? Sẽ là một cái tem chống hàng giả nhái công ty EB Pro này. Có website vào mã QR đầy đủ nha các bác nhé. Đấy. Còn về hình thức chi tiết của con loa này thì các bác có thể xem trực tiếp trên YouTube Làm Hiệu Audio nha các bác nhé. Đấy, và ngay bây giờ thì bên em sẽ đi qua một chút về hình thức của con đẩy liền vang D68S cho các bác cùng nghe nhé. Về cái hình thức của con đẩy liền vang D68S này thì đây là một cái phân khúc đẩy liền vang cao cấp nhất của EB Pro. Một cái phiên bản cao cấp thì chắc chắn những cái tính năng của nó sẽ hiện đại hơn rất nhiều, đúng không ạ? Đấy, đã được trang bị đầy đủ những cái tính năng chống trộm chống cháy bên trong này và đầu giải mã, đúng không ạ? Đấy, và đặc biệt hơn là hát karaoke chống hú rít đến tuyệt đối nha các bác nhé. Và volume tổng của mic sẽ ở đây, đúng không ạ? Đấy, được tích hợp những đèn led bên trong rất là đẹp. Và volume của music tổng sẽ ở bên này, đấy, góc phải màn hình, đúng không ạ? Và model của con này sẽ được in đây, đúng không ạ? D68S này. Đấy. Và ở giữa sẽ là một cái màn hình hiển thị những thông số này, đúng không ạ? Và hiện tại thì em đang ở AUX1 nha các bác nhé. Em sẽ quay gần hơn một chút cho các bác cùng xem này. Đấy, đúng không ạ? Và những nút chuyển đổi đây thì các bác có thể chuyển chế độ đồ vào. Ví dụ như USB này, cổng quang này, Bluetooth này, AUX1, AUX2, đúng không ạ? Đấy. Và cái cổng cắm USB sẽ được thiết kế ở đây, đúng không ạ? Đấy, cạnh cái màn hình hiển thị thông số này. Và dưới dòng kẻ chỉ đây sẽ là một cái nút bật mở nguồn này, đúng không ạ? Các bác có thể chỉnh tốc bit hai cạnh vào delay này, repeat, bass, trung, check, đúng không ạ? Echo effect này. Đấy, giá cả mic cả trước cả sau đều có này. Đấy, các bác có thể chỉnh mic tone, đúng không ạ? Đấy, và chỉnh music control bằng tôi biết hai cạnh này. Đấy, và đặc biệt hơn là đối phiên bản ở này, và đặc biệt hơn là đối phiên bản ở này thì đã được trang bị đầy đủ những tính năng hiện đại hóa bên trong, đúng không ạ? Đấy, và cái phiên bản ở này thì em đã làm khá nhiều cái video phân tích chi tiết cụ thể rồi. Đấy, các bác có thể xem trực tiếp trên YouTube nhé. Và kết hợp với bộ combo này thì em sẽ kết hợp với một bộ mic VK521. Đấy, và đây là tay mic của nó nhé các bác nhé. Đấy. Đối với tất cả những cái mẫu mic chính hãng của EB Pro thì luôn luôn có một cái logo ở đây, đúng không ạ? Đấy, một cái mic rất là đẹp, đấy, hát rất là bắt lời nha các bác nhé. Và kết hợp với nó sẽ là một cục súp 1018 của EB Pro, đúng không ạ? Đây là một con súp bát mặt, đúng không ạ? Bát 30. Và cái phiên bản này thì sẽ là màu đen nha các bác nhé. Đấy. Một tấm EK bên ngoài, đúng không ạ? Sẽ có logo của EB Pro này. Đấy. Và hình thức của con này thì em đã làm khá là nhiều cái video chi tiết về nội thất bên trong rồi, đúng không ạ? Các bác có thể xem trực tiếp trên YouTube nhé. Đấy, có đầy đủ tem mã QR đây này. Đấy, tem chống hàng giả nhái công ty EB Pro, đúng không ạ? Đấy. Và tổng trị giá combo lần này thì bên em đang giảm giá xuống còn 32.700.000 đồng. Đấy, bác nào đang quan tâm về sản phẩm thì vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0976 366 855. Và bên em sẽ hỗ trợ lắp đặt tại nhà bán kính dưới 100 km nha các bác nhé. Đấy. Và ngay bây giờ thì bên em sẽ tiến hành test chất lượng âm thanh của bộ dàn combo này cho bác cùng nghe nhé. Gồm 5 đôi loa, đúng không ạ? Một súp là 5. Đấy, cộng với nó là một con đẩy liền vang D68S và một bộ mic tầm trung VK521. Thank you.
đàn.